Vâng, xin kính chào các anh chị em, các quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với em Hoàng trên kênh ô tô Vlog. Hôm nay chúng ta quay trở lại với cả series những chiếc xe Toyota Fortuner SUV quốc dân anh chị em nhé. Dạ vâng, thì đây là một chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng đời 2017 anh chị em nhé. Đấy. Bật mí cho anh chị em biết là xe này thì đang mang biển thành phố, nên là anh chị em nào mua xe về thì sẽ không mất tiền biển, chỉ mất 2% thuế trước bạ thôi. Ok anh chị em ạ. Ok, để em mở máy lên anh chị em nhé. Vì là xe máy xăng một cầu nên là chúng ta đã có cái chìa khóa start up này, không cần phải dùng chìa như những chiếc máy dầu nữa anh chị em ạ. Đó. Máy xăng thì chạy rất là êm. Nhiều người nói thì là Fortuner chạy rất là ngốn xăng anh chị em ạ, nhưng mà cũng phải thông cảm cho chiếc xe của chúng ta. Đấy, thứ nhất là xe SUV gầm cao cỡ trung, thứ hai là để tải được cái khối lượng cực kỳ nặng như thế này, chúng ta cũng cần phải có một cái nhiên liệu nó đốt nó cũng phải khá tốt anh chị em ạ. Đấy, nếu mà không phải máy dầu nó sẽ hơi, nếu là máy dầu thì nó sẽ hơi ỉ với những bước ga đầu tiên anh chị em ạ. Đấy, ok. Bù lại thì những chiếc xe mà chạy bằng xăng như này, chúng ta sẽ thấy là không ra tiếng máy rất là êm anh chị em nhé. Ok, thì đây là nội thất bên trong chiếc xe Toyota Fortuner 2017 đây anh chị em ạ. Ok, thứ nhất là xe cũng đã có cái màn hình nguyên zin theo hãng anh chị em. Okay. Thứ hai nữa là đã lắp cam hành trình sẵn sàng rồi. Dưới thì chúng ta có trang bị hệ thống điều hòa tự động anh chị em nhé. Đấy. Rồi chúng ta có cái nút hệ thống chống trượt, trơn trượt VCS ở đây. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta có một cái cổng sạc 12V đây, cái cổng sạc này đang cắm một cái màn hình camera hành trình rồi, thêm một cổng USB. Đó. Ở dưới này thì có hai nút bấm chế độ lái Eco Mode và Power Mode, phanh tay cơ, hộp số tự động. Và đây là phần màn hình TFT, đồng hồ lái anh chị em nhé. Phần vô lăng đây, phần vô lăng thì có tích hợp lệ chuyển số thể thao đây anh chị em ạ. Đấy, hệ thống đèn pha tự động anh chị em nhé. Đấy, hệ thống gạt mưa, hơi tiếc một chút là hệ thống gạt mưa cũng chưa được lên tự động. Công nghệ trang bị trên vô lăng của chúng ta bọc da đây, ốp gỗ phía đầu này, ở dưới thì mạ bạc dạng đi cắt đây anh chị em ạ. Công nghệ nhé anh chị em nhé, thứ nhất là chúng ta có voice control này, kết nối với điện thoại gia đình bằng giọng nói này, đàm thoại rảnh tay này. Đấy, các nút chỉnh. Đó. Rồi, chiếc xe thì bên ngoài là được chủ nhân cũ có dán thêm những cái bộ phụ kiện rất là đẹp anh chị em ạ. Tí em sẽ quay cho anh chị em. Đây là hệ thống cảm biến hỗ trợ lùi chuồng, hệ thống giảm độ cao đèn pha và tăng độ cao đèn pha. Tắt bị cửa nhựa cứng, phần này sẽ để được tay nắm cửa để được bọc da anh chị em nhé. Ok, nội thất của chúng ta thì là màu nội thất màu nâu đậm chỉ sáng. Đấy, đây là ngăn đựng đồ uống lạnh. Đấy, và hộc đồ bên ghế phụ. Ok, gương chiếu hậu bên trong thì chúng ta chỉ được gương chiếu hậu thường thôi. Đó. Em sẽ dẫn anh chị em ra ngoài chúng ta tham quan một chút về phần thân vỏ xe. Đây là phần thân vỏ xe anh chị em ạ. Chúng ta sẽ đi từ phần đuôi xe trước anh chị em nhé. Đây. Anh chị em có thể thấy là đây phần trong những chiếc xe thuộc Sài Gòn Fortuner Group anh chị em ạ. Đấy. Chúng ta có những đường viền chrome chạy dọc từ phía cửa lái xuyên suốt cho đến bao lấy phần cốp sau.
anh chị em ạ. Đấy, rất là đẹp. Có được dán thêm tem TLD này. Đó. Đây, phần cốp sau anh chị em nhé. Đấy. Anh chủ cũ cũng đã ưu ái tặng thêm một bộ thảm trải sàn 6D, nền đen chỉ vàng và bọc giấy chân lớp ni lông mỏng. Ok, đây là phần khoa hành khách anh chị em nhé. Đây phần hàng này, hay chúng ta có thêm cái cổng sạc 12V 120W sau này. Đấy, ở giữa chúng ta có cái tựa đầu bể tì tay và giá đầy cốc nhá. Đó. Vẫn như truyền thống là cửa gió Fortuner thì vẫn ở trên này. Đấy. Ok. Đây phần đầu xe anh chị em ạ. Đó, phần đầu xe đây. Đèn pha halogen, projector, đèn sumo như thế. Xe rất là đẹp và hợp hố. Gương chiếu hậu ngoài được bọc chrome, tích hợp đèn báo rẽ, xem nhé. Rất là nhiều phụ kiện được tính kèm, anh em này, thân xe. Đây là một cửa bọc pro lắp chống xước. Ok. Anh chị em thích xe, muốn có nhu cầu mua xe bán xe cứ gọi điện cho em anh chị nhé. Số điện thoại của em là 0983322508. Em sẽ để trên màn hình anh chị em ạ. Và chất lượng xe thì anh chị em cứ yên tâm, bọn em cam kết chất lượng xe bằng văn bản với 3 tiêu chí anh chị em nhé. Thứ nhất là xe không bị đâm đụng vào khung gầm chassis. Thứ hai là xe không ngập nước, không bị thủy kích, không bị tháo bổ máy. Thứ ba là xe đầy đủ giấy tờ an ninh an toàn, đăng ký đăng kiểm đầy đủ, không bị phạt nguội anh chị em ạ. Đó. Ok, kính chúc anh chị em có một ngày mới hoàn thành ngập sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hoàn thành tốt công việc của mình. Em Hòa xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các chương trình tiếp theo.